Chào các em, sau đây thầy sẽ cùng các em trả lời câu hỏi số 5 trong 104 sách giáo khoa sinh học lớp 11. Câu hỏi như sau: nêu vai trò của ứng động đối với đời sống của thực vật. Câu hỏi này cũng giống như câu hỏi thảo luận số 3 trong bài, ta sẽ trả lời như sau: ứng động giúp cho thực vật thích nghi đa dạng đối với sự biến đổi của môi trường, đảm bảo cho cây tồn tại và phát triển. Như vậy, ta đã trả lời xong câu hỏi số 5 trong 104 sách giáo khoa sinh học lớp 11.